phục, đấy là giá trị cuối cùng. Và Đức Phật cũng chỉ làm cái này thôi. Đấy, cuối cùng Đức Phật cũng chỉ làm được cái này thôi. Và Chúa Giêsu cũng chỉ muốn con người thế này thôi. Nhưng mỗi để đi đến con đường hạnh phúc này thì Chúa Giêsu thì chỉ ra một con đường. Còn ông Phật thì lại gì? Chỉ ra một con đường. Và thậm chí Pháp Luân Công cũng chỉ ra một con đường. Vậy thì đừng chấp vào là con đường nào đúng, con đường nào sai, mà con đường nào mang mình về đích thì con đường đấy gì? Đúng, vì vậy tùy căn cơ. Ví dụ như nhà mình mà sinh ra mà trong đạo Thiên Chúa thì mình đi theo con đường của đạo Thiên Chúa để đến hạnh phúc. Còn nhưng mà đây là con đường của, đây là đạo, con đường của Chúa. Còn đây là con đường của gì? Của Phật. Thế thì đừng chấp pháp. Ví dụ mình sinh ra ở cái địa điểm này thì không nhất thiết là phải rê sang đây, có đúng không? Nhưng mà nếu cạnh nhà mình lại có ông Phật ở cạnh nữa thì ông có quyền là nghiên cứu, thậm chí chỗ này tác ông lại chuyển sang đây, đi một đoạn chỗ này tác ông chuyển sang đây vẫn được mà. Cả nhà quý dung nhỉ? Thì mình sẽ quay về tâm không. Vậy thì bây giờ chúng ta nghiên cứu chính là con đường đạo Phật, để đừng bị cái một cái tâm thế là đạo Chúa hơn hay là đạo Phật hơn. Không có đạo nào hơn, mà chỉ là mình ứng dụng phù hợp với căn cơ của mình, đi theo con đường nào tốt hơn thôi. Cũng đã lên cái resort này, cái ông ở trên bên Phú Thọ thì ông phải đi đường khác cũng đến đây chứ. Chỉ nhé, ông Phú Thọ này còn lộn xuống Hà Nội xong rồi đi ngược về đây à? Thế thì khôn quá. Không? Đấy. Và để có hạnh phúc thì Đức Phật, hạnh là gì? Hạnh là niềm vui. Vui trong hoàn cảnh sống, mà cứ vui trong hoàn cảnh sự sống và mang trao cái phước báu cho người khác thì là mình có hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là trao đi, chứ mà hạnh phúc là gì ạ? Là nhận lại. Và Đức Phật định nghĩa để có được cái hạnh phúc này thì có hai phương tiện chính, là phần thân của mình. Thân phải gì ạ? Thân phải khỏe. Khỏe. Nhưng mà khỏe quá thì nó lại sinh ra gì? Dục vọng. Khỏe vừa vừa thôi. Khỏe để đủ gì? Đủ dung. Vì thân mình bây giờ là phương tiện hay là mục đích? Nó lại là phương tiện. Khỏe vừa vừa thôi. Không. Có nhiều cô là sinh ra đã rất là may mắn, là phương tiện, là cái phần thân này đẹp lắm rồi. Thế mà lại đi độ thêm, độ một hồi xấu hơn. Tức là họ bị gì ạ? Biến cái đẹp thành mục tiêu, mà quên mất nó là phương tiện. Như chị em ngồi đây là đủ dùng rồi, độ gì thêm nữa. Mà độ, mà mục tiêu cuối cùng phụ nữ có chồng là độ xong để cho ai hạnh phúc? Để chồng hạnh phúc thì việc đầu tiên hỏi này, anh ơi em độ cái xe này về anh còn chạy nữa không? Đâu mà không, nếu độ không chạy. Thế mà vẫn đi độ. Vô minh. Đấy, đỗ xe xong để trưng bày có dại không chị? Và phần thứ hai là phần thọ. Thọ ở đây thì mình gọi là gì ạ? Là được cái cảm xúc gì? Cảm xúc bình an. Cả nhà có hình dung này không ạ? Vậy nhưng mà để cái thân khỏe này thì bản thể của mình thì thường là khi chúng ta chỉ tập trung vào khỏe, khi chúng ta lao động thì mình bảo mình khỏe thôi. Nhưng mà thực ra lao động khỏe chắc gì đã không bị bệnh. Thì cái vì do mình vô minh cho nên là làm cái thông số đo khỏe của con người mình ấy, nó có đúng. Chỉ có bác sĩ thì nó đo bằng các thông số. Còn những cơ thể mình thì mình phải đo bằng cái gì ạ? Cái hiểu về khí của mình nó đi như thế nào? Cả nhà có hình dung này không ạ? Vậy thì khi mình thiền thì bản chất là mình thấy mình thở gì ạ? Ví dụ như cô này cô thấy mình thở hơi nông, thở có đến đây thôi thì nó đã đi ra rồi. Vậy là có phải thiền là mình mới thở nông không? Không,
nó vẫn là như thế, chẳng qua bây giờ thiền thì gì? Phát hiện ra thôi. Vậy sau khi phát hiện ra xong thì bây giờ cô ấy dùng cái pháp trong đời sống là bây giờ ban ngày là buổi sáng là đi bộ hít thở sâu, xong tối đến thì thiền, là lại đo lại. Cả nhà có hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Và muốn biết thân của mình có khỏe hay không thì ông Phật ông dùng cái pháp gì ạ? Thiền. Thiền này thì ông gọi là quán gì? Quán thân trên gì? Trên thân. Đấy. Tức nhìn vào bên trong cái thân của mình để biết xem cái thân của mình nó khỏe hay nó yếu. Thì nó quán thân trên thân thôi, chứ không phải thiền để nó khỏe lên, trước mắt nó chưa khỏe lên. Mà mình biết là thân của mình nó đang bị vấn đề gì. Cả nhà có hiểu này không ạ? Để từ đó, sau cái quán thân trên thân, thiền quán thân trên thân này này, sau cái thiền quán thân trên thân này, thì để giúp cho mình hình thành thói quen gì? Thói quen tốt, để nó xử lý cái vấn đề này không tốt. Chứ không phải thiền là mặc nhiên tự nhiên nó khỏe lên. Cả nhà có hiểu này không ạ? Không, nó tự thiền nó khỏe lên, cứ ngồi thù lù một đống từ sáng chiều chiều tối. Xong một thời gian nó đi bệnh viện, xong bảo giống mình đen. Không. Vậy thì sau khi thiền thì nếu như mà mình phát hiện ra là à, cơ thể của mình nó đau chỗ nọ, nó nhức chỗ kia, thì mình biết nói mình xử lý. Cả nhà mình dùng không ạ? Thiền xong mình mới phát hiện ra là con người mình là trong con người mình là khí thở nó nông, thì mình tập thể dục và mình tập cách hít thở sâu hoặc đi tập yoga. Đấy. Chứ không phải là thiền là cái gì nó ma mị, mà bản chất thiền là tự mình khám sức khỏe cho mình và từ đó thay đổi thói quen sống để chữa tận gốc vấn đề. Có đúng không? Đấy. Ví dụ mình thiền xong mình phát hiện mình đau dạ dày, có hiện tượng lẩm nhẩm đau rồi, bình thường nó vẫn đau nhưng mà do mình làm việc nhiều liên tục mình không có để ý, thì bây giờ mình quán vào trong mình thấy à, nó lẩm nhẩm đau dạ dày rồi, thì mình biết để mình thì thay đổi thói quen là đừng có uống rượu nữa, đừng ăn chua nữa, và giữ cái thói quen này thì thân nó lại gì? Khỏe. Hiểu không cả nhà? Chứ đừng biến nó thành cái thứ ma mị nhá. Nghiêm cấm. Thứ hai, quán thọ trên thọ. Thì cái này cũng phải dùng để gì? Thiền. Mà chúng ta gọi là thiền quán thọ trên, quán thọ trên, trên thọ. Đấy. Thì muốn vậy thì bắt đầu chúng ta vào thiền quán thọ trên thọ. Thì chiều nay bắt đầu chúng ta vào thiền cái này. Bây giờ bắt đầu trong một ngày thì cái này nó như kiểu giao ban ấy. Giao ban. Thì trong cái giao ban nó có giao ban ngày, tuần, tháng, quý, năm. Ví dụ thế. Ví dụ trong một ngày mà mình thiền thế này thì mình biết là ngày hôm nay là mình đã nói những cái lời không hòa nhã với ai. Còn đúng sai mình chưa bàn nhá. Mình chưa bàn về đúng sai. Hôm nay mình tức chuyện gì? Trong con người mình nó đang có lo lắng hay không? Và trong khi mình thiền ấy, buổi sáng tâm tùy tức đấy là mình đã thấy là gì? Tâm của mình bất an về chuyện gì? Tức là cái cảm thọ của mình ấy, mình đang bất an chuyện gì? Thì trong cái cảm thọ này nó chia làm nhiều tầng bậc lắm. Ví dụ là sướng, mình sướng chuyện gì, mình vui chuyện gì, mình bình thường với chuyện gì, mình lo lắng chuyện gì, mình sợ hãi chuyện gì, thì mình tìm đúng ra vấn đề. Có phải trong thiền là mình nhìn thấy không? Vậy thì sau đó khi mà tìm cái này là mình tìm ra vấn đề. Vậy thì trong ông Phật ông ấy dùng hai cái thiền này để tìm ra vấn đề. Chứ thiền không phải là giải quyết mà tìm ra vấn đề. Thiền quán thân trên thân để tìm ra vấn đề về sức khỏe. Thiền quán thọ trên thọ là tìm ra vấn đề về cảm xúc của mình. Cả nhà quên dung với em không ạ? Đấy. Và sau khi mà mình thiền được cái này thì bắt đầu mình phải tìm, đây là gọi là tìm ra vấn đề. Cái layout này này là layout của vấn đề.
tức là cái hàng này gọi là hàng của vấn đề. Thiền thân để tìm ra vấn đề về sức khỏe, thiền thọ để tìm ra vấn đề của cảm xúc. Xong bắt đầu chúng ta phải đi tìm cái gì ạ? Sau khi tìm ra vấn đề thì chúng ta tìm cái gì? Nguyên nhân, tìm nguyên nhân. Và nguyên nhân thì là tìm phần gì ạ? Phần tâm, chúng ta gọi là quán gì? Quán tâm trên trên tâm. Chúng ta tìm ra nguyên nhân. Đấy. Có đúng không ạ? Đấy. Ví dụ thế này. Tại sao mà mình béo mình vẫn hay không? Tâm tham, tham gì? Tham ăn. Có đúng không? Con bảo em tham, cứ để em tham thì đấy là việc của mày. Thượng đế phát cho mày cái xe rồi mày dùng đâu là việc của mày chứ ai cấm được. Cũng giống như bố lấy con vợ cho mày rồi thì mày dùng thế nào là việc của mày chứ bố làm sao có nhảy vào có can thiệp được. Vậy thì còn mọi người bảo thầy ơi làm sao em béo mà để em bỏ được ăn tham. Tao lợi mày. Để làm được cái việc đấy mày phải có ý gì? Ý thức, mấy ý thức là của mày chứ của tao à? Không? Thầy ơi em bị đau dạ dày nhưng em không bỏ được rượu. Bây giờ làm sao bỏ được rượu? Tiên sư mày biết thưa là uống rượu còn là đau dạ dày của mày. Nhưng vì mồm mày sướng nên mày cứ uống. Xong bây giờ mày hỏi là làm sao thầy, làm sao? Uống nước ngã chứ làm sao? Nhưng mà vậy nó không phê. Vậy nó có khác gì? Thầy là thượng đế thì vậy phát là mày bỏ rượu. Thế thì có mà thành Phật hết. Có đúng không các ngài? Đấy thì con người ta nó bị cái đấy. Thì mình phải tìm ra nguyên nhân. Nào, tí nữa mình sẽ chia sẻ sâu hơn cái này. Tâm. Thì trong con người mình có tâm gì ạ? Tham. Đúng không? Tâm gì? Sân. Tâm. Si. Tâm. Mạng. Tâm. Nghi. Mình xuất hiện tâm tham là do gì ạ? Nó do cái tâm của mình nó bị cái tâm tham là vòng tâm thức gì đấy? Bất chấp. Tất cả chúng ta bị dính tâm tham. Ví dụ mình ở vòng vật chất thì mình tham gì? Tiền. Mình ở vòng cảm xúc thì mình tham gì? Danh. Mình ở vòng sức mạnh thì tham gì? Sống. Mình ở vòng trí tuệ thì tham gì? Kiến thức. Mình ở vòng nghiệp lực thì tham gì? Giúp người. Cái gì tham đều chết hết mà. Nhưng ở vòng tâm không thì là gì? Hết tham, tùy đức để độ. Ví dụ như là giúp được cái gì thì tôi giúp. Mà tôi không có thì gì? Thôi, việc gì phải khổ với nó. Có đúng không? Thấy nó phá sản mà mình không có tiền giúp nó thì thôi kệ nó. Mà mình mang cái chuyện nó phá sản mang về nhà mình để đau buồn thì thằng nào ngu? Mình ngu. Có vậy thôi. Nhà hàng xóm chúng nó cãi nhau mà mình giúp cho nhà nó không cãi nhau được thì tốt. Còn không giúp được thì thôi. Để về nhà cứ khổ thân còn bé mẹ cái thằng chồng nó chẳng ra gì tội nghiệp nó. Mà cánh đàn ông nó đều có nụ vậy. Chồng còn sắp ra đôi gành vào thế nào một lúc là đua chén. Tung tóe thằng cung nó lây sang nhà mình không? Mẹ sang nhà mình. Và phụ nữ hay bị dính cái chuyện này. Nói xấu đàn ông một lúc à? Nói chung con đàn ông nó cả vậy.